chiếm đoạt. Phải từ cái chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Là tam nghiệp nó phải chân chánh, lời nói chân thật có, chứ không phải lời nói lừa gạt người ta. Có nhiều của cải mình dùng chót lưỡi đầu môi lắm, lừa gạt vậy. Vừa rồi trên mạng xã hội có cái cô kế toán nào đó không biết, mà bên công ty xây dựng ấy, cổ cũng rao rồi cổ cũng nói, cổ cũng lừa, mà người cổ lừa đến 3.000 người mà tổng cộng số tiền là 125 tỷ. Rồi cuối cùng không có khả năng, bị bắt luôn đó. Tin mới nhất là cái đó là gọi là sao, không chơn chân chánh, của cải không chân chánh. Bây giờ bị bắt rồi ấy, thì của cải cũng xả trơn rồi. Bây giờ dưới nước giống như ở tù để què trừ thôi. Cho nên thì cái của cải này được gọi là từ những cái tam nghiệp. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp không trong sạch, không chân chánh, gọi là không phải chánh nghiệp. Rồi của cải này có được không phải là chánh mạng. Hiểu từ chánh mạng không? Chánh mạng là gì? Là mình làm ra để mình nuôi mạng mình không chân chánh. Từ tam nghiệp không chân chánh gọi là không phải chánh nghiệp, và từ sự nuôi mạng không chân chánh không phải là chánh mạng, thì của cải này chưa được gọi là cụ túc, chưa được gọi là thanh tịnh. Cái tâm thí ở đây là gì? Cái tâm mình nó phải trọn vẹn ba thời, là trước khi mình làm, đang khi mình làm, và đặc biệt là sau khi mình làm. Nhiều khi trước khi mình làm mình vui lắm, đang khi mình làm mình cũng vui nữa, nhưng mà sau đó về cái suy nghĩ lại tiếc. Hoặc là nghe tin hành lang tức, hết tiếc còn tức. Tức là sao? Tức là nó trời ơi, mình cho không đúng chỗ, mình làm không đúng nơi. Thưa với quý vị, cái người đó là khi họ làm phước như vậy là họ nghĩ đến cái quả, họ bị mắc kẹt ở trong đó. Còn cái người mà làm phước mà tâm họ ba thời đều hoan hỷ là họ không nghĩ đến cái quả, mà họ nghĩ đến cái gì? Cái pháp tu. Nghe nè, thời gian chẳng đợi ai đâu, làm gì tốt được cho ai thì làm, cho là buông xả lòng tham, an vui hạnh phúc bình an miên trường. Vỗ tay đi. Như vậy thì cái người mà họ cũng bố thí cúng dường, mà họ nghĩ đến cái việc gì? Cho là buông xả lòng, lòng gì? Lòng tham của mình. Mình nghĩ như vậy đó, chứ mình đừng nghĩ là cho người này cho người kia rồi mình tức, tức xong cái tiếc khổ vậy đó. Mà hãy tức mà tiếc thì sao? Nó không đủ tam tư. Trước khi làm thì vui lắm, đang khi làm cũng vui nữa, nhưng mà sau khi làm về nhà thì sao? Hết vui. Tức, tức đã rồi tiếc. Như vậy thì nó thiếu tam tư, thì cái phước nó cũng giới hạn. Cho nên bây giờ là nhớ giùm chúng tôi là cho là buông xả lòng, lòng tham. Còn cái chuyện người ta được hay không được thì cái chuyện đó của người khác, mà quan trọng là cho mình. Nói một cách rõ hơn nữa nghe, mình phải cảm ơn cái đối tượng mình cho đó. Vì cái đối tượng mình cho không phải dễ đâu. Mình cũng thuộc dạng trần ăn trần quắn lắm à. Cái người mà để cho mình mở lòng mình cho đâu phải đơn giản. Một là thân quen, hai là phải làm sao cho mình cảm thấy tội, ba là mình phải nhìn mình thấy thương rồi mình mới cho. Chứ không có đơn giản đâu, đâu phải là mình bước ra ngoài gặp ai cũng cho đâu. Cái người này với mình phải có tiền nghiệp trong quá khứ. Thứ hai là hiện tại là phải thấy cho mình thấy khổ thì mình mới phát tâm được. Từ đó đó quý vị biết không, cái việc làm của mình được gọi là bố thí có điều kiện. Và có một số việc làm của những vị họ có trí tuệ là bố thí vô điều kiện. Mình đó, mình có điều kiện là sao? Thứ nhất, cái người này phải nghèo, thiệt là nghèo. Mà ngộ nha,
mình mà cho trúng cái người nghèo thiệt là nghèo mình khoái lắm. Ông nội ơi, mà vậy mình vô tình với mình trù cho ta nghèo sát nghèo sơ luôn. Nghèo đến mức độ mà không thể nghèo nữa, mà nghèo theo cái dạng mà khố rách áo ôm thì mình mới cho. Trời ơi, như vậy không biết mình tu cái kiểu gì á, giống như mình đi mình trù cho người ta nghèo. Cái mà nói chẳng trù thì nó kỳ, nhưng mà thật sự mình đi tìm kiếm á, mình tìm cái người nào mà nó nghèo tận cùng luôn á, nghèo đến mức độ mà không còn ai nghèo hơn nữa là mình khoái lắm. Tào lao vậy, tự nhiên mình tìm được cái người đó, giống như mình tìm được báu vật vậy đó. Trời ơi sư ơi, con gặp cái người này đúng rồi sư ơi, đối tượng này nó nghèo lắm, con cho rồi cũng mừng vậy lắm. Trời ơi, mình ngồi mình suy nghĩ là mình cũng vô duyên thiệt luôn á. Trời, người ta nghèo mà mừng, phải không nào? Có những người họ vậy đó, họ đi cho, họ đi làm phước mà đúng cái người mà theo họ đó nha, họ nói nghèo lắm, đến chừng họ phát hiện ra cái người này giả nghèo. Tại vì mình có điều kiện là phải làm sao cho nghèo thiệt là nghèo, mà mình thấy mình tin á, thì cuối cùng thì có một số người họ giả nghèo, từ đó nó mới có cái người giả nghèo. Ở trên mạng xã hội nó có clip, có cái chú đó, chú giả thương tật, chú đang cà lết đi đó, cái có bất chợt có người nó có mang đến, cái chú đứng dậy chạy ào ào luôn. Có cái clip nó còn mắc cười lắm. Nói sao mà công an trị bệnh hay dữ, người ta người tàn tật đó, nghe chuyện công an cái thôi là hết bệnh luôn, đứng lên chạy ào ào ào. Thì từ cái này mình không trách họ được, là mình trách mình. Vì sao? Mình đi tìm những cái người có điều kiện cực kỳ là khổ, tận cùng bò lăn lê lết, thì mình mới cho. Thì buộc lòng người ta phải sao? Ta phải lăn lê lết chứ. Như vậy là không khéo là vô tình đó nghe. Mình tạo điều kiện cho người ta đi được, người ta không thèm đi, người ta lăn bò lê lết. Đó, một cái ngồi suy nghĩ là có đúng hay sai nghe. Bởi vì mình làm có điều kiện mà. Thứ hai nữa là mình đi cho những người nào bệnh nặng, thiệt nặng. Trời ơi, tìm trúng một cái người mà sắp chết đó nghe, giúp đỡ về khoe, sư ơi trời ơi, hôm nay con làm được một việc cực kỳ là hoan hỷ. Hỏi gì vậy? Con tìm được một cái người bệnh mà không thể ai còn bệnh nặng hơn nữa, con giúp. Trời ơi, từ xưa giờ mới thấy thì thấy người ta bệnh nặng mà mừng. Là cái điều kiện này thuộc dạng là tào lao rồi. Mà nếu mà nói theo nó nghĩa bóng chút xíu á, là vô tình giống như mình đi tầm cầu tìm kiếm trù cho người ta nghèo thiệt là nghèo, bệnh nặng thiệt là nặng, để mình giúp. Như vậy thì theo quý vị thấy cái việc làm bố thí của mình nó có đúng không? Đúng không? Không đúng hả? Thấy chưa? Quý vị tự thấy thì nó thấy nó vô lý lắm. Cho nên cái tâm từ bi của mình á, từ là gì? Từ là tâm chẳng sân si. Tức là đừng bao giờ để cái tâm mình nó bực tức, khó chịu, sân si. Mà mình làm xong về cái mình biết được nó giả khổ là mình bực tức, mình sân si. Vậy là mình không có miếng tâm từ nào. Bi là thương hết, không bì một ai. Mà mình thương những người bệnh, những người nghèo không à. Còn người giàu, người khỏe mình không thương. Có không? Có. Ai giàu mà đâu có thương đâu. Chưa từng nghe nói ai đi giúp người giàu nha. Không nghe cái chữ này. Và cũng chưa từng nói ai đi giúp cái người khỏe nữa. Toàn là giúp gì? Người gì? Người bệnh. Người gì? Nghèo. Giúp được hai hạng người này thì đã quý rồi. Mà cái người nào còn cao tay hơn, tu mà lên một bậc nữa là giúp luôn người khỏe với người giàu luôn. Vậy nó mới ghê. Thì cái tâm của chúng ta nó mới không phân biệt. Còn mình bây giờ tâm mình có phân biệt. Không hiểu từ đâu mà tất cả có một cái xu hướng chung là cứ nghèo thì mới giúp, giàu thì không giúp, bệnh nặng mới giúp, còn khỏe cùi cùi nhìn thấy ghét cũng chết rồi sao giúp. Là chúng ta nhìn như vậy là cái không phải nhìn bằng tâm từ bi, mà chúng ta nhìn bằng cái gì?
Bằng cái gì vậy? Bằng cặp mắt thường, bằng cảm xúc. Bằng cảm xúc chứ không phải nhìn bằng trí tuệ. Nó có hai cách nhìn. Cái người mà nhìn bằng trí tuệ á, thì mới gọi là người bản lĩnh. Còn người nhìn bằng cảm xúc là tự nhiên. Thật sự không cần quý vị, mọi người đều thấy là đều rung lòng hết. Cho nên bi là thương hết, không bì một ai. Mình là người tu á, thì thưa với quý vị, mình nhìn xuống tất cả mọi người, mình nhìn ra thấy tất cả mọi người, dù cho là con người hay là súc sinh, kể cả chư thiên. Thưa với quý vị, ai cũng khổ, ai cũng khổ. Cho nên người ta mới có một câu nói rằng á là giàu thì khổ theo giàu, nghèo thì khổ theo nghèo, mạnh khỏe thì khổ theo mạnh khỏe, mạnh khỏe làm muốn chết vậy đó, còn bệnh hoạn thì khổ theo bệnh bệnh hoạn. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, đẹp cũng khổ mà xấu cũng khổ. Mình nhìn như vậy thì mới gọi là bi là thương hết, không bì một ai. Đó, mình ráng tu thêm một bước nữa. Chúng tôi hay ví dụ, khi mình ra đường mình thấy một cái người yếu đang bị một cái người mạnh ăn hiếp, chèn ép, thì tất nhiên mình thương người yếu rồi. Nhưng mà mình thương người yếu thì làm ơn đừng có ghét cái người mạnh. Mà mình thì ghét cái người mạnh á. Mình không ưa bà này, bà ỷ có tiền, ỷ có sức khỏe, ỷ có quyền hà hiếp người khác. Thì mình thương cái người bị hà hiếp, nhưng mà mình lại có một chút gì đó là không ưa cái người mạnh. Như vậy thì quý vị mới tu được có nữa à, đúng rồi, mới tu được có 50% à. Bây giờ quý vị phải ráng tu luôn 100%, là hai người này mình đều thương hết. Đó mới là cái người có bản lĩnh, mới là cái người có trí tuệ. Bây giờ mình nghĩ sao để mình thương hết nè. Thứ nhất, cái người yếu á, họ đang trả nghiệp, đúng không nè. Kiếp trước họ dụng đường tu cho nên kiếp này họ khổ, họ đang trả cái nghiệp khổ, thương họ. Còn bây giờ nghĩ sao thương người mạnh đây? Nghĩ sao thương người mạnh? Là họ đang tạo nghiệp. Đó. Một cái người thì đang trả nghiệp, và một cái người đang tạo nghiệp. Thì hai người này, cái người khổ trước và người khổ sau, thì hai người này theo quý vị đáng cho mình thương không? Hả? Thương hết. Vì cái người mà đang tạo nghiệp đó chắc chắn sẽ trả nghiệp, thì họ sẽ khổ. Mà khổ trước hay khổ sau thôi. Vậy trước mắt mình là hai người này đều sao? Đều dễ thương và đáng thương. Chứ không có một người dễ thương, một người dễ ghét được. Đó, tu làm sao mở cái huệ lên, mở cái trí tuệ của mình lên là thương hết. Đức Phật á, Ngài nhìn xuống chúng ta, Ngài không có nhìn qua cái hình thức. Không phải Ngài nhìn xuống là Ngài phân biệt người già, người trẻ, người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo, người hữu phước, người vô phước. Mà Ngài nhìn vô cái gì? Vô cái tâm phiền não của chúng ta. Ai cũng đầy cấu quế, ai cũng tham sân si. Mà cái khổ này đó nghe, cái khổ phiền não này nó lớn gấp mấy lần cái khổ bình thường. Nhiều người giàu lắm, đẹp lắm, nhưng mà tâm của họ khổ lắm quý vị. Không tin quý vị, bữa nào quý vị đi xem cái bộ phim Người Giàu Cũng Khóc đi. Rồi xem luôn cái bộ phim mà Hồng Nhan Bạc Phận đi. Thấy không nè, cái người mà đẹp là Hồng Nhan, nhưng mà Bạc Phận khổ tâm dữ lắm. Cái người giàu thì sao? Người giàu nhưng mà cũng khóc. Khổ gì tại? Tài sản. Cho nên trong nhà Phật nói đến cái khổ, thưa với quý vị, nó có ba là. Thứ nhất là khổ là nói cái người trả nghiệp, thiếu phước. Nhưng mà nó có cái khổ thứ hai là hoại khổ, là nói đến với những người có phước, nhưng mà nó thay đổi, nó vô thường.
Thí dụ đang giàu, đang có của. Một là của nó bỏ mình nó đi. Hai, cuối cùng thì mình cũng phải bỏ của mà đi. Đó là hoại đó. Có ai sống mãi ngàn năm giữ hoài đâu. Cho dù quý vị nghe, sống trọn kiếp người, giàu từ nhỏ tới già, nhưng mà rồi quý vị cũng phải ra đi chứ. Mà khi mình ra đi thì có mang theo hết được của cải không? Không. Đó là cái khổ đó đó. Cho chắc chắn là cái người giàu cũng khổ là vậy đó. Một là trong lúc sống á, của cải nó tu say goodbye mình, tức là một lý do gì đó, bị quả hoạn, lũ lụt, trộm cướp, kẻ thừa tự chiếm đoạt, hoặc là vua quan tịch thu. Có nhiều của cải bị vua quan tịch thu, rồi bị người thừa tự chiếm đoạt, rồi bị trộm cướp cái vô lấy, rồi bị quả hoạn đó, vừa rồi cũng cháy gì đó chung cư gì đó, trời ơi chết, rồi của cải quay vô mình thấy tan nát hết. Sau một đêm thôi nó hoại đi, cái của cải đó thì xuất hiện cái gì, cái khổ, thì cái đó gọi là hoại, hoại khổ. Vậy chúng ta thấy có hai khổ rồi ha. Một là gì? Khổ khổ. Hai là gì? Hoại khổ. Có cái khổ thứ ba là gì biết không? Hành khổ. Hành ở đây là pháp hành hay là pháp hữu di. Sankhara tức là trạng thái sanh diệt, có không còn mất. Người nào còn lệ thuộc vô cái pháp hành hay pháp hữu di này là khổ. Mà cái khổ này là khổ chung á, khổ truyền kiếp á. Không hiểu từ đâu, từ muôn đời kiếp, kiếp này rồi kiếp sau, hoặc là những kiếp trước, hoặc là những kiếp sau sau nữa, không hiểu từ đâu mà mình bị lệ thuộc vô cái chuyện là có không còn mất, khen chê đẹp xấu dữ lắm. Cái gì thử nghĩ là từ đâu? Giờ mấy vị ngồi dụ mấy tôi suy nghĩ đi. Không biết từ đâu mà hãy lớn lên cái hãy có là vui à, mà không thì buồn. Không buồn dữ lắm, cũng căn nhà đó, cũng cái cảnh đó mà nó không có nó buồn dữ lắm. Nhưng mà có cái nó vui dữ lắm. Rồi không biết từ đâu hãy còn là vui, mất là buồn, được là vui, không là buồn, đẹp là vui, xấu là buồn, khen là vui, chê là buồn. Lạ lắm. Quý vị không tin chúng tôi, bữa nào quý vị cứ thử nhìn vô cái tâm mình đi. Lâu lâu gặp lại người bạn đó, trời xúc này thấy chị trẻ chị đẹp quá vậy. Mặc dù mình đã già dữ lắm rồi, nhưng mà cũng thấy vui. Nhưng mà nó sao lúc này chị già xấu quá vậy là buồn á. Phải chi mà mình nghe hai cái này mà mình thấy cái tâm mình nó quân mình được á. Mà người ta nói sự thật á nghe. Phải chi người ta nói thêm cho mình thì mình còn tức. Đúng nghĩa lắm, bây giờ mình già rồi, nó nói mình già mà không chịu. Mình có những cái nghịch lý nhân sinh lắm. Thí dụ nè, mình muốn sống lâu nhưng mình lại sợ già. Sống lâu thì phải già nha. Vì sống lâu mà cứ trẻ hoài sao coi. Mà lúc nào cũng muốn sống lâu đó, mà sợ già dữ lắm. Phải đi làm sao cho nó trẻ lại. Tuổi tác thì một ngày một tăng lên. Nhưng mà mình lúc nào cũng muốn mình trẻ. Quý vị thử nghĩ giờ mình 80 tuổi mà mình làm sao mình cứ cố mong cho mình ta nhìn mình kêu 18 không sao được. Cái dạng này thuộc cái dạng gì biết không? Hài nhi tóc bạc. Hiểu chữ hài nhi tóc bạc không? Thân xác thì bà già rồi, nhưng mà cái tâm hồn của mình cứ muốn mình cứ hài nhi hoài, muốn trẻ hoài. Như vậy thì cái đó là gì? Cái đó cũng là một cái hình thức mình sống không thật đó. Tâm mình không thật thì Phật đi vắng à. Sống mà không thật thì Phật đâu là trong tâm mình được. Cho nên mình phải thương hết. Tập một cái tâm là thương hết. Có ba cái khổ. Thứ nhất là gì? Khổ khổ. Thứ hai là gì? Hoại khổ. Thứ ba là gì? Hành khổ. Mà định nghĩa theo ba cái này rồi chúng ta thấy mình có còn khổ không? Còn chắc luôn á. Ai cũng khổ hết. Mà ai cũng khổ thì mình phải thương chứ giờ sao? Chứ là phải cái người nghèo khổ không đâu. Phải không nè, hồi nãy chúng tôi nói quý vị mà có, thương người ta có điều kiện là gì? Thứ nhất là phải nghèo. Thứ hai là phải bệnh. Mà phải bệnh nặng nha. Nghèo là phải nghèo đến mức gọi là nghèo không còn thấy nghèo hơn nữa mình mới thương. Mà mình thích lắm. Thì hôm nay mình nghe ba định nghĩa này rồi thì mình phải thương. Thương gì? Thương hết. Đúng rồi. Tại vì cái ông giàu, ông bị nằm trong cái gì? Hoại khổ. Khổ trước hay khổ sau thôi.
cái người đẹp cũng nằm trong cái quại khổ. Có ai đẹp mãi không? Thấy không nè? Còn rồi có ai giàu mãi không? Thấy không nè? Nó phải xuất hiện cái quại khổ. Mà chúng tôi còn chưa nói cái tình trạng này đó nghe. Bây giờ mình nói cái tình trạng này ra để quý vị chưa biết cái người giàu hay người nghèo khổ nè. Một cái người giàu, xin lỗi quý vị nghe, họ có vài tỷ, tỷ phú mà, có vài tỷ. Bất chợt họ làm ăn, họ mất đi 1 tỷ, họ buồn dữ lắm. Ví dụ họ có 5 tỷ mà họ mất 1 tỷ, họ buồn dữ lắm quý vị. Họ khổ dữ lắm, ăn không ngon, ngủ không yên, dằn vặt, nằm đó mà tiếc, đau khổ dữ lắm. Còn một cái người nghèo sát nghèo sao, bỗng chợt trúng tờ giấy số chừng tỷ thôi, họ mừng dữ lắm. Họ ăn ngon ngủ yên, họ đi nhẹ nhàng phơ phớ, sống hùng sống mạnh mà sống dai. Tại họ đâu có gì đâu mà tự nhiên có 1 tỷ. Họ là người nghèo, thiệt là nghèo, mà bất chợt ở đâu họ có được 1 tỷ. Bằng lý do gì đó không biết, gia đình cho, thừa hưởng được, hoặc là trúng số vân vân và vân vân. Thì quý vị cứ thử nghĩ một cái người không có tiền mà bây giờ tự động có 1 tỷ, thì quý vị nghĩ họ vui cỡ nào? Thấy không nè? Còn một người có 5 tỷ mất 1 tỷ, thử hỏi quý vị họ vui cỡ nào? Họ vui hay buồn? Buồn, đúng rồi. Như vậy thì cái đó là cái khổ của người giàu đó. Còn cái kia là cái kia niềm vui của người nghèo, chứ làm sao có khổ người nghèo được. Mà trong cái đó đó nghe, cái người giàu họ còn 4 tỷ. Đó là một cái ví dụ hình ảnh rất rõ. Họ đang có trong người 4 tỷ mà họ sống không có vui. Đêm họ nằm, họ lăn qua trở lại, ngủ không được, trở cái gối 8 lần luôn. Ta nói thôi trở gối cho dễ ngủ, trở qua rồi cũng thức. Lật gối lại cho dễ ngủ, lật qua rồi cũng thức. Nghĩ tới 1 tỷ sao mà ngủ được. Còn cái ông nghèo kia nghe, ông không cần gối, cũng không cần trở nữa, nằm xuống ngủ khò, ngủ cho đã để mai dậy sớm để mà vui chứ. Thấy rõ ràng không? Đó, cho nên dựa vào hai cái này thì quý vị còn thấy cái người nghèo khổ nữa không? Hay là người giàu khổ? Người giàu khổ quá. Mà cái giữa cái khổ và cái hoại khổ đó, xin lỗi quý vị, chúng tôi nói một cái để coi quý vị coi cái nào khổ hơn nha. Ví dụ cái người này họ nghèo từ xưa giờ rồi, họ sống trong cái sự thiếu thốn rồi, thì họ khổ rồi. Nhưng bất chợt một cái người giàu, bỗng dưng một ngày nào đó của cải nó đội nón ra đi hết, họ trở thành người nghèo. Lúc đó họ ngang với người nghèo kia. Thì hai người này, xin hỏi quý vị, cái người nghèo và cái người đang giàu trở thành nghèo, hai người này người nào khổ hơn người nào? Khổ hơn người nào? Đó, như vậy thì cái nguy cơ mà khổ là cái người giàu nhiều khi còn khổ hơn. Bằng chứng là sao? Người ta có một câu nói nó vui nhưng mà không biết đúng hay thật nha. Khổ trước sướng sau thế mới giàu, mà sướng trước khổ sau thế mới đào. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị thấy được rằng là trên đời này ai cũng khổ. Khổ trước hay khổ sau, sớm hay muộn, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, già hay trẻ, tất cả chúng ta đều khổ. Cho nên thương hết được chưa? Được không? Chứ đừng có cái vụ mà chỉ có người nghèo khổ, người bệnh khổ nghe. Cái ông ở nhà có hai anh em, cái ông bệnh không được lên giường, ông nằm nghỉ. Còn cái ông khỏe, ông làm việc nhà muốn chết. Ông phải dọn dẹp lau nhà, ông phải lo cho người bệnh nữa. Nếu mà nhìn góc độ đó thì mình thấy ai khổ ai xuống đi. Thấy chưa? Khổ như nhau. Cho nên cuối cùng Đức Phật ngài tuyên bố một câu thẳng thần rằng là gì? Đời là bể khổ. Mình chạy đâu cũng khổ hết. Thưa với quý vị, lúc mình nghèo mình thấy mình khổ đúng không? Mình phấn đấu, mình làm ăn, để rồi mình trở thành người giàu, là mình hết khổ không? Hết không? Thấy chưa? Đâu dám ai nói hết đâu. Xin lỗi nghe, ví dụ lại, lúc mình nghèo mình khổ, mình mới nỗ lực cố gắng, mình làm lụm, mình làm sao để mình chuyển hóa cái hoàn cảnh của mình,
từ cái một cái người nghèo khổ chuyển sang người giàu, sướng hay khổ? Sướng hay khổ? Thêm ru vậy? Khổ rồi đây đó. Cho nên chúng tôi sẽ nói một câu mà quý vị sẽ về ngẫm nghĩ. Người nào mà không ngẫm nghĩ thì tức lắm, nói sư nói chặt. Câu đó câu gì? Sự thành công của bạn, nghe cho kỹ nghe, trong cuộc đời này nè, sự thành công của bạn là bạn đánh đổi cái nỗi khổ này sang cái nỗi khổ khác. Vỗ tay đi. Có ví dụ hẳn hồi chứ không phải nói như chơi. Ví dụ là sao? Là khi bạn làm công nhân á, người làm á, thì lúc nào bạn nhìn cái người chủ cũng sướng á. Đó, bà chủ, bà trời, bà đẹp mà, bà giàu, bà sướng quá. Rồi bạn cố gắng bạn làm để bạn thoát ra cái kiếp công nhân. Để rồi sao? Quý vị làm chủ. Mà khi mà quý vị làm chủ á, thì quý vị đến cái ngày mà trả lương á cho nhân viên công nhân á, thì công nhân á thì lãnh lương vui, mà người chủ trả lương thì sao? Thì buồn. Thì lúc đó quý vị mới nói rằng cuộc đời làm công nhân vậy mà xuống làm chủ mệt quá. Đó. Ví dụ thứ hai, bản thân chúng tôi lúc mà vào chùa làm chú tiểu, làm sa di, phải chấp tác cực lắm, phải thức khuya dậy sớm, mà hở một chút là sư phụ thầy trụ trì la, đau buồn lắm. Quyết tâm mà tu để trở thành trụ trì. 20 năm sau trở thành trụ trì thì thấy cái ông mới vô tu vậy mà ông khỏe. Tối ngày ông cứ quét rác, ông lau nhà vậy mà ông chấp tác, ông tụng kinh mà thấy ông khỏe, còn mình trụ trì khổ muốn chết. Khổ đến mức độ mà người ta làm cái bài thơ nỗi khổ trụ trì luôn. Tại có thầy trụ trì ngồi đây mình đọc để mình trụ trì khổ lắm ai ơi. Làm dâu trăm họ người đời khen chê, tối ngày tất bật bộn bề, đói no ai biết, não nề ai hay. Một mình lo chuyện dựng xây, quét chùa nhổ cỏ trồng cây lau nhà, gạo cơm điện nước bôn ba, trụ trì lo chạy kiếm tha mang về. Kể ra ruột thắt ê chề, bà con trách móc cam lê thế à. Trụ trì lo bảy lo ba, lo tâm lo trí chánh tà phân minh, tham thiền giảng đạo thiết kinh, thức khuya dậy sớm một mình tư duy, soi tâm quán chiếu nghĩ suy, gạn lọc tạp niệm đẩy đi ra ngoài. Trụ trì đâu có gì quay, ăn mài lọc Phật ngó coi giữ chùa, thật tâm mà nói không đùa, một đời theo Phật hơn thua làm gì. Người chưa hiểu biết so bì, đem tâm đố kỵ sầm xì đôi co, trụ trì trăm việc phải lo, ngồi không một chỗ ai cho nhang dầu. Nhiều khi trách móc buồn rầu, thân này sao chẻ cái đầu làm năm, trụ trì chỉ biết lặng thầm, bà con đừng có trách nhầm thầy tôi. Như vậy đơn giản là mình thấy sao? Khi bạn thành công thì bạn đánh đổi cái nỗi khổ này sang cái nỗi khổ khác. Chúng tôi nói có sách bách có chứng. Qua hai cái ví dụ rồi, đời và đạo, quý vị thấy lúc mà làm nhân viên công nhân thì có khổ của công nhân, khi lên làm lãnh đạo làm chủ có cái khổ của làm chủ, rồi khi làm chú tiểu sa di có cái nỗi khổ của chú tiểu sa di, đến chừng phấn đấu ráng tu cho lên tới chức trụ trì có cái nỗi khổ trụ trì. Như vậy xét cho cùng thì ai cũng khổ. Vì sao? Trong cái bài kinh Anatta Sutta là kinh vô ngã tướng. Nội dung của bài kinh này Đức Phật dạy rằng là: này chư tỳ khu, sắc là thường hay vô thường? Chư tỳ khu trả lời: bạch Đức Thế Tôn, là vô thường.
cái gì vô thường, thời khổ hay lạc, bạch Đức Thế Tôn là khổ. Đó, quý vị nghe cho kỹ nghe. Tại sao mình khổ là vì vô thường? Cái gì vô thường, cái gì khổ thì có nên cho đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta? Thì không nên cho như vậy. Mà mình thì lại cho như vậy. Mà trên thế gian này, thưa với quý vị, cái thứ gì nó cũng vô thường. Chỉ có cái pháp vô thường nó thường. Nghe cho kỹ cái chỗ này. Mà hễ ở đâu cũng vô thường, cái gì cũng vô thường thì đồng nghĩa với cái gì? Khổ. Ví dụ cái hoa này, cái hoa này nó sẽ vô thường. Bây giờ mình đưa tay mình nắm cái hoa này thì đồng nghĩa với mình đang nắm cái gì? Khổ. Cái gì vô thường là khổ mà. Là mình đưa tay mình nắm cái khổ. Mà kêu mình buông ra mình không buông. Mình nói chết cũng không buông nữa. Khi nào chết rồi thì hơi vừa dứt thì việc đời nó mới dứt. Còn chết cũng không buông. Chỉ có khi mình nhắm mắt á, thì lúc đó là buộc lòng mình mới xuôi tay thôi. Mình nắm hết nổi rồi, mình mới buông tay. Cho nên cái gì nó cũng vô thường, mà hãy vô thường là đồng nghĩa với chữ khổ. Vì vậy Đức Phật mới tuyên bố một câu mà không bao giờ trật. Chính xác 100%, đời là bể khổ. Đi đâu giữa chốn vô thường, về đâu ai biết về đâu bây giờ. Thôi thì ta ngộ vô thường, để nơi đâu cũng là nơi ta về. Lúc đó là quý vị ngộ được một trong tam tướng á, thì quý vị mới hết khổ. Quý vị hiểu được nhân duyên nhân quả thì quý vị bớt than bớt trách. Quý vị ngộ được vô thường thì quý vị mới buông xả tánh mặc nhiên, mà buông một cách tự nhiên á, chứ không phải là buông mà mình cố tình mình buông, rồi mình buông mà chưa bỏ vân 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 vân. Mình buông có điều kiện vân 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 vân, không phải. Chứ không mà mình ngộ được vô thường. Bây giờ quý vị thử nghĩ coi, đi đâu với chốn vô thường này? Ở trong nhà nó cũng vô thường, chạy vô chùa nó cũng vô thường vậy. Ở Việt Nam vô thường, chạy qua Mỹ bộ nó hết vô thường hả? Nó cũng vô thường, bệnh nó cũng khổ đầy á, bệnh nó đã đi Mỹ về rồi. Mới đi Mỹ về cho nên biết cái bệnh nó khổ. Rồi tưởng ở việc trong nước mà nó khổ, chạy ra nước ngoài nó hết khổ, ra ngoài cũng khổ quý vị. Không có chạy đâu cho khỏi khổ. Phật đã nói rồi, không có trật. Cho nên mời quý vị đọc theo câu này coi nó có chính xác nha. Đời là bể khổ, nên răng đau là phải nhổ. Đời là đau khổ, nên nhổ răng là phải đào. Đường nào cũng chấp. Cho nên bây giờ phải chấp nhận. Tâm bình thì cảnh sẽ bình. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Nếu mình không có cái tâm chấp nhận là mình thấy khó chịu lắm. Bất tội nguyện mà. Còn khi mình chấp nhận rồi mình tội nguyện. Tội nguyện thì nó bớt khổ. Còn mình mà không chấp nhận nó khổ lớn lắm. Nó đau khổ lớn lắm. Tại mình bất tội nguyện. Tu là chấp nhận sự tình thế gian. Đi chùa nên biết tự an. Đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Cho nên sẵn dịp ở đây, chúng tôi xin mổ xẻ phân tích một chút về cái nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thưa quý vị, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ tài hoa, lỗi lạc. Ông có thể nói là một phù thủy của ngôn từ. Những cái ca từ ông ta xài ở trong những cái tác phẩm nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó sâu lắng và nó mang tính triết lý cao lắm. Cụ thể, nhạc phẩm Diễm Xưa. Cái này nghe người ta nói thôi nghe, chứ không biết độ chính xác sao. Mình cũng nói lại, rồi quý vị nghe giống như là nghe cho nó vui. Còn thật hư gì đó thì chỉ đợi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sống lại mới biết. Để mất công mà nhiều khi mình ta nói mình nói tầm bậy. Nhạc phẩm Diễm Xưa đó là một trong những nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà được xem như là nổi tiếng nhất. Được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất. Tiếng Anh có, tiếng Hoa có, tiếng Nhật có, tiếng Hàn có. Quý vị cứ sưu tra trên Google đi. Và các nhà bình phẩm nhạc á, thì nói rằng đây là một cái tác phẩm mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết dành cho người tình cũ.
hay là người yêu cũ. Mà cố nhạc sĩ đã hóa cách xài cái chữ cũ, người tình cũ thành cái chữ xưa. Hay ghê không? Diễm xưa. Cho nên ngày xưa mà ai mà đi làm quen với các cô gái á, mà các cô gái mà không đồng ý thì hay nói một câu là xưa rồi Diễm. Từ cái bài Diễm xưa, không có cửa đâu, xưa rồi Diễm. À, nhiều khi cái người đàn ông mà, xin lỗi nha, cái này nó hơi kỳ chút, nhưng mà người đàn ông thì thể hiện trước mặt người cô gái để lấy lòng. Mà cô gái có đồng ý thì không nói gì, mà có đồng ý con quay con nói xưa rồi Diễm. Đó. Thì từ cái ý này nè, nhiều người bình luận rằng là nhạc sĩ đã cố khéo dùng cái từ xưa để thay cho cái từ cũ, người yêu cũ mà. Rồi cái chữ Diễm này nghĩa gì? Có nhiều người nói có thể là cái tên của cô gái. Thì người ta mới nói đã giấu luôn cái chữ cũ thành chữ xưa rồi thì giấu luôn cái chữ Diễm, chứ không lẽ khui ra là cái tên cô này cô Diễm nữa thì nó lòi. Cho nên cái chữ Diễm này không phải tên cô gái mà mang cái ý nghĩa là đẹp. Diễm lệ, Diễm kiều. Tức là ý cái chữ Diễm xưa này là muốn ám chỉ cho người tình cũ đẹp. Thì trong cái câu hát đầu tiên ấy, của cái bài hát Diễm xưa là gì? Mưa, vẫn mưa bay trên từng tháp cồn. Ở đây nó có cái từ tháp cổ. Xin hỏi tất cả quý vị, thì tháp cổ nghĩa là gì? Có nhiều người nhìn vào ngôn từ á, họ hiểu á là một ngôi tháp cổ xưa, lâu đời. Có những cơn mưa nó phủ trên cái ngọn tháp đó, là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ. Có thể là ở ngoài Huế, tháp Thiên Mụ hay là một cái tháp nào đó, mà nó gợi cho cái hình ảnh mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết ra câu này. Nhưng mà sau này có một số nhà họ bình luận, họ nói không phải. Thứ nhất là vì cái bài hát này viết cho người tình cũ thì đâu có dính dáng gì tới chùa chiền. Và được biết cái bối cảnh lịch sử ra đời của cái bài hát này vào khoảng đầu thập niên 60. Thưa với quý vị, người phụ nữ Việt Nam của chúng ta ngày xưa là bị cái phong kiến. Chính vì phong kiến nó ràng buộc cho nên người phụ nữ ngày xưa là phải khuê môn bất xuất, ra đường phải kín cổng cao tường. Nghĩa là ai mà phụ nữ mà bước ra đường thì phải mặc áo dài tay, cổ phải cao lên. Nhưng mà đến đầu thập niên 60 á, thì lúc đó người phụ nữ chúng ta mới thời trang quần áo áo dài nó mới cách tân đi, mới được phép mặc cái áo dài cổ tròn. Mà nghe đâu là cái bà Trần Lệ Xuân á, là người đầu tiên mặc cái áo dài cổ tròn á. Là lúc đó là người phụ nữ bắt đầu mới được cách tân lên một chút, thoải mái một chút, bớt đi phong kiến, là mặc cái áo dài cổ tròn nó đẹp hơn. Thời trang mà. Thì nghe đâu lúc bấy giờ là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang ngồi ở một cái quán nước ở thành phố Huế. Thì lúc bấy giờ có một cô gái Huế cao, đẹp, mặc cái áo dài cổ tròn. Thời trang mà. Lúc đó thịnh hành lắm, nhiều người bắt đầu mặc. Thì cô gái này đang dạo bước trên một cái con phố. Trời Huế thì quý vị biết rồi, mưa phùn. Những hạt mưa nhẹ lất phất trên tóc của cô gái rồi chảy xuống cái sợi tóc mai này rồi xuống cái cần cổ. Thì thường lúc bấy giờ người phụ nữ ra đường thì khoe cái gì thì người đàn ông dòm cái đó. Lúc đó nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới nhìn vô cái cần cổ cô gái, thấy những giọt nước mưa nó chảy xuống cái cần cổ, mà cô này cũng cao à, ngay chắc cổ cũng bà ngắn á, cỡ ma cà rồng hay gì á. Thì nhạc sĩ mới cảm xúc, mới viết ra một câu hát là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ, là cái tháp cổ cô gái. Cổ đây là cổ con người chứ không phải là cái cổ xưa. Thì cái câu tiếp theo là mới dài tay em ai khoe mắt xanh sao, có chùa chiền nào đây? Đâu có cổ gì ở đây đâu, đâu có triết lý gì, chùa chiền cổ xưa gì, tháp gì đây? Tháp chùa nào đây? Mà đang nói đến người tình cũ mà, người yêu cũ thì phải để diễn tả một cô gái áo phải dài tay. Lúc đó chỉ được khoe cái cổ thôi. Cái này mà mình gọi là bình loạn chơi cho vui. Còn trúng trật thì chắc đợi cố nhạc sĩ sống vậy mình hỏi ông còn viết sao chứ mình đâu có biết. Nhưng mà cái ý của chúng tôi không phải là muốn nói cái ý cổ xưa hay là cần cổ gì chúng tôi không muốn nói. Mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm Diễm xưa. Ý quên, Diễm sư. Tại sao có nhạc phẩm Diễm sư? Vì Diễm xưa là nói đến cái đẹp của người yêu cũ. Tức là cô gái này là người yêu cũ rất đẹp trong lòng của cái người này.
Ai mà có người yêu cũ thì lúc nào mà nhớ lại cũng đẹp, kỷ niệm mà. Thì hôm nay cho chánh định mượn phép xài cái từ Diễm Sư, một nhạc phẩm, nhạc đời lời đạo, là muốn báo cho quý vị biết là sư đẹp. Diễm Sư thì người tôi cũng đẹp. Bây giờ Diễm Sư là sư. Sư gì? Diễm là đẹp mà. Không lẽ bây giờ mình nói quý vị nhìn thấy sư đẹp không thì nó vô duyên lắm. Không nè. Mà mình mượn cái nhạc phẩm Diễm Sư là mình muốn giới thiệu sư đẹp cho một tràng vỗ tay. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Diễm Sư. Nhạc phẩm Diễm Sư là gì? Mưa bánh mưa bay trên từng tháp cổ. Còn Diễm Sư là gì? Pháp nở trong tâm rạng ngời ánh đạo, mặt trời chân lý chiếu sáng nhân gian. Đêm đã qua đi mong đời bớt khổ, nguyện cầu tâm thức trong sáng muôn phương. Ta vẫn trong ta tâm thiền lắng động, niềm kinh bạc ai so hết ưu tư. Trên bước ta đi âm thầm pháp độ, đạo lành ban khắp xóa nhòa giấc mơ. Chiều nay ngồi đây tâm tư yên lặng, pháp nhu vàng trong tâm thiền. Ngày nay khắc ghi lòng không khổ đau, tiếng tu tinh trong lòng ta. Sanh tử dây quanh vô thường ảo mộng, ngày sau dân biết kiếp sống qua đi. Xin lắng tâm tư cho người sống lại, để người luôn nhớ cuộc đời có chi. Như vậy cái chợ bài Diễm Sư này là muốn nói sư đẹp, mà đẹp ở đây là đẹp cái gì? Đẹp tâm hồn, đẹp tinh thần, cái nét đẹp của cái người tu thánh thiện ngộ đạo. Những cái ca từ trong đây quý vị nghe đi. Nào là gì? Pháp nở trong tâm rạng ngời ánh đạo, mặt trời chân lý chiếu sáng nhân gian. Tức là người này ngộ được phải chân lý nè. Ngộ được chân lý tức là mình ngộ được Phật Pháp rồi thì giống như là có một cái đèn tuệ. Rồi trên bước ta đi âm thầm pháp độ, là mình đi theo con đường pháp bảo. Rồi niệm kinh tâm từ bác ái để xóa hết những cái nỗi buồn. Thì quý vị thử nghĩ một cái người mà họ không có buồn thì họ đẹp thôi. Thấy không nè? Chiều nay ngồi đây tâm tư yên lặng, pháp nhũ gian trong tâm thiền, thì quý vị nghĩ coi cái nào đẹp hơn nữa. Thấy không nè? Cho nên cái đẹp Diễm Sư ở đây là cái nét đẹp của một nhà tu hành, một nhà sư mà tu hành. Quý vị nhìn một nhà sư mà tu hành á, thì quý vị thấy cái nét đẹp tót ra từ cái sự khước từ buông bỏ. Nó thánh thoát, nó an lạc, nó nhẹ nhàng. Đó là nét đẹp đó quý vị, chứ không phải mà đẹp bằng cái sắc diện này đâu. Sắc diện này nó đẹp nữa rồi ngày mai nó cũng già cũng tàn thôi. Cái đẹp, cái tinh thần, đẹp tâm hồn nó mới là cái nét đẹp cao cao cả đó. Ủa mình giảng cái gì nãy giờ sao mà giảng qua tới bên đây rồi ta? Nãy đang giảng về, đang giảng về gọi là phước tài, phước vật. Nếu như người nào thấy rằng mình khó khăn về vật chất, thiếu thốn về tài sản, thì chúng ta cũng đừng có gì phải buồn, vì mình biết rằng là mình không có gieo trồng cái này. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường, sanh dòng họ cao quý nhờ kính người đáng kính. Giàu gia đình hèn hạ là do ngạo mạn kiêu căng. Cho nên mình nghèo là nghiệp của mình, người ta giàu là phước của người ta. Hiểu được như vậy thì mình còn bớt buồn không? Có gì buồn không?
không buồn. Đó chúng tôi tạm gọi là mình thấu muôn duyên, là thấu nhân quả thì không có than phiền quan trách. Người ta đẹp á là vì người ta ít sân hận, còn mình sân si tối ngày, giận hờn lung tung thì kiếp sau sanh ra phải xấu thôi. Phật dạy là gì? Người ít lòng sân hận thường đặng phước đoan trang, dung sắc đẹp dịu dàng, được nhiều người yêu mến. Cái đẹp mà được nhiều người yêu mến á mới gọi là phước nha. Còn có nhiều người đi sửa sắc đẹp, đẹp dữ lắm mà đâu ai ưa đâu. Cái đẹp này không phải là phước đâu. Cho nên bây giờ quý vị muốn đời sau mà mình có cái nét đẹp, mà tạm gọi là có duyên á, được nhiều người yêu mến, thì kiếp này bớt sân hận đi. Kiếp này quý vị sân hận cho dữ vô, rồi quý vị đi chùa bố thí cúng dường, đời sau sanh ra giàu có nhưng mà xấu, lấy cái tiền đó đi làm đẹp, thì cuối cùng quý vị đẹp mà không có được nhiều người yêu mến. Ta thấy là ờ cái bà đẹp là vì bà có tiền, bà đi bà sửa hả? À, thì bà làm sao không biết bà đẹp, tức là bà đi chỉnh lại đẹp. Cho nên người ta mới có nhiều cái câu nói như thế này nè. Thứ nhất, thà không có gì còn hơn có mà không ra gì. Thà ít mà thật lòng còn hơn nhiều mà giả tạo. Rồi những cái người mà họ có tiền, họ kiếp trước họ có bố thí mà họ hay sân á, họ nói thà đẹp giả tạo còn hơn để xấu tự nhiên. Tôi có tiền mà xấu quá, tự nhiên xấu quá, tôi đi sợ sao đẹp. Nhưng mà có một số người họ có tu, họ nói sao biết không? Thôi thà xấu mà có duyên còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng. Là ý của tôi muốn nói là cái người này họ đẹp là họ đẹp do có tiền, do chỉnh sửa, chứ không phải cái phước của họ. Cái người có phước họ sạch lọt lòng ra họ đẹp rồi, họ đẹp tự nhiên. Nhưng cái nét đẹp tâm hồn nữa, đẹp mà sao mà ta thấy người ta thương, người ta mến, người ta gần, người ta gũi. Còn đẹp mà thấy người ta không ưa, ta nhìn không có ai ưa mến hết trơn. Thì khi mình hiểu được như vậy, thưa với quý vị, mình sẽ bớt cái gì? Bớt buồn, bớt than, bớt trách, bớt tủi thân đi. Có nhiều người nghèo. Tức là mình hiểu được á, thì chúng tôi muốn cho quý vị là mình bớt đi cái sự đau buồn. Nhớ giùm chúng tôi là đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả thì hạnh phúc có đâu xa. Cái người mà hiểu nhân quả rồi á, họ sống nhẹ nhàng, họ ít có than phiền quán trách lắm. Còn mình không hiểu mình than dữ lắm, đường nào mình cũng than hết á. Người lớn ấy thường than thân trách phận, đời là bể khổ nợ với nần, quan gia muôn kiếp nay phải trả, nếu đã vậy rồi ai hưởng đây. Vợ chồng đến nhau mà toàn nói là quan gia cũng không à, chồng cũng than, tưởng sao bà vợ bà cũng than. Ông chồng nói chắc kiếp trước tôi dụng đường tu nên tôi mới gặp bà, khổ quá. Bà vợ đâu có vợ, bà nói chắc kiếp trước tôi tạo, không biết tạo nghiệp chướng gì nữa bây giờ tôi gặp ông. Ai cũng than hết. Quy lực tự nhiên đã tạo gây, trên dưới phải trái dọc hay ngang, xin đừng nghĩ lệch hoặc bi quan, phán xét cơ duyên cho rõ ràng. Khi yêu á, thì hy sinh cả tánh mạng, chỉ vài ba năm á, đã phàn nàn. Lúc cô đơn thì muốn đôi muốn bạn, nên vợ chồng sao lại hay nhắn. Người khổ than không nói, mà người sướng cũng than. Không con hay có rồi cũng than đó, không con ước được thì nựng cục vàng, mà có con khổ mệt nợ nần mang. Chạy đâu cho khỏi mình. Nghe sư dạy, cuộc đời sướng khổ xin chớ than, tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan, phải dùng trí tuệ nhìn tổng quát, nhân quả thông suốt tâm an nhàn. Nói quý vị mà thông suốt nhân quả đó, tâm quý vị nó an nhàn dữ lắm. Nghèo giàu đẹp xấu là do phước của mỗi người. Nhưng mà có một cô đó, cô nghe chúng tôi giảng xong cô về, có điện thoại,
Cổ mới nói sao sư, sư con nghe sư giảng con hiểu, con hoan hỷ lắm. Thật sự ra con không buồn vì nhà con nghèo, nhưng mà con buồn vì cái nhà kế bên nó giàu. Tức cái chỗ đó. Mà mình nghe mình tưởng đâu bà cũng đỡ buồn rồi. Thưa sư con không buồn vì con xấu, mà con buồn vì nhỏ bạn con nó đẹp. Trời ơi, cũng như không. Con nói con không buồn con xấu, con biết con kiếp trước con không có tu, con cứ sân si hoài, giận hờn hoài, quán trách hoài. Kiếp này sinh ra con xấu con không có buồn, nhưng con chỉ buồn cái là con nhỏ bạn con đẹp quá. Như vậy thì quý vị thấy, nếu như mình thấu hiểu muôn duyên rồi mình không than phiền quán trách. Rồi bây giờ ý của chúng tôi ngày hôm nay giảng là gì? Mình có ba cái loại phước là phước tài hay là phước vật. Cái loại phước thứ hai là phước đức. Là muốn nói đến cái kết quả của phước đức là những người họ có gì sắc tướng, họ có màu da, họ có sức khỏe, họ có quyến thuộc, họ có bạn bè. Mà thưa với quý vị, quyến thuộc bạn bè là mang đến cho họ ăn vui không? Quyến thuộc họ có tu, bạn bè thì giúp đỡ. Chứ mà đừng có cái kiểu mà bạn bè khi gặp nạn, khi té thì không thấy đỡ, mà lúc tắt, đợi đến lúc tắt thở rồi mình đến đốt nhang, thì cái này không phải là phước. Cái người có phước không có bạn bè là sao? Ở nhà thì nhờ cha mẹ, ra ngoài đường thì nhờ bạn, bạn bè họ giúp đỡ mình. Rồi quyến thuộc cũng vậy nữa. Mình có được ông cậu, ông chú, ông bác, họ giàu, họ có, họ sang, họ làm phúc đức tiếng tâm của họ. Mình nói mình, tôi cháu ổng á, ổng bà con của tôi mình thấy còn hãnh diện. Trời ơi, bà con gì đâu mà nó gặp mặt thì nó có mượn tiền, gặp mặt thì nó có xin tiền. Cái này không phải phước. Cái này là biết gì, mình kết duyên nhầm. Mà thưa với quý vị, mình dễ kết duyên nhầm lắm á nghe. Cái này nói nghe cho vui thôi nghe. Khi quý vị gặp một cái người bệnh, quý vị thương thì chúng tôi không có trách. Quý vị gặp một người nghèo, quý vị thương chúng tôi không có trách. Nhưng mà làm ơn làm phước á, nhìn giùm chúng tôi cái nhân nào họ nghèo, cái nhân nào mà họ bệnh, là phải từ nhân bất thiện hết. Mình thấy cái cảnh này mình giúp cho họ để mình nguyện. Thứ nhất là mình tránh cái nhân này, đừng bao giờ mình rơi vô cái hoàn cảnh nghèo này. Thì vì cái người này rất được, không chịu bố thí cúng dường, không làm phước, bây giờ mang nghèo. Thì mình nói, tôi sợ quá, tôi thấy cảnh này tôi biết rồi. Tôi biết là đời trước ông cái nhân nào để ông đến đây. Mình hiểu để mình tu cho mình. Rồi cái nhân nào ông bệnh. Trời ơi, ông cũng là hành hạ làm khổ người khác, tác động vật lý đến người ta dữ lắm à. Đánh đập tùm lum hết. Mấy ông mà vũ phu rồi, nóng nảy hung dữ rồi đó, đời sau sinh ra phải mang cái thân bệnh hoạn thôi. Phật dạy là kiếp này mạnh khỏe sống lâu là do kiếp trước gieo sâu nhân lành, kiếp này bệnh hoạn mỏng manh là do kiếp trước sát sanh quá nhiều. Ông ngày xưa không vừa đâu, ông sát sanh dữ lắm. Thì bây giờ mình giúp họ là mình tránh cái cổ xe đổ đó. Nghe cho kỹ nghe. Tránh cái cổ xe đổ đó là mình dứt khoát, mình không có sát sanh, không có làm hại chúng sanh khác, để mình đừng có rơi vô cái cảnh là đang bệnh đó. Đằng này mình không. Trời ơi, thương con quá. Con vừa chào đời là con bệnh rồi, mà nó nghiệp nó nặng dữ lắm, nó mới chào đời nó bệnh chứ. Ôm nó vô lòng. Nào là con của mẹ, mẹ cưng con quá, hung chọc. Xin lỗi quý vị nghe, mình mà đến mà mình cứ tạo cái thiện cảm như vậy hoài thì nó thương mình. Một cái đứa mà nó nhũng não nó nằm này nè, mình đến mình thăm mình cho sữa thôi, mình nắm tay mình vuốt ve thôi, thì đó là chúng sinh mà, nó phải có cảm giác, nó thấy được sự triều mến yêu thương của mình thì nó yêu thương lại. Đó là quy lực. Kể cả con vật mà mình nuôi mình thương yêu, nó cũng thương mình. Khi mà nó vừa hết nghiệp, nó nặng lắm, nó sống vượt vài năm mà, 1-2 năm sau nó hết nghiệp, nó tiếp tục sanh qua kiếp sau. Xin lỗi quý vị nghe, nó lựa những người nào thương nó, người nào có duyên với nó. Mình nhiều lúc nó đang là có gia đình chuẩn bị có con, nó thấy đây là hợp lý nhất, người quen trước đây, nó vô sanh vô. Vừa đẻ ra nước miếng nó chảy tối ngày sáng đêm,
Hồi trước mình vô mình nói con ơi con của mẹ rồi thương con quá, tội con quá. Bây giờ nó mẹ ơi, mẹ đi vô thăm bệnh viện thăm con cực quá, thôi con vô nhà mẹ con ở luôn để mẹ lo luôn, mẹ khỏi phải đi vô bệnh viện. Đó. Đẻ ra một cái nghe. Trời không biết ở đâu là phải lao nước miếng cho nó, rồi nó nằm một chỗ, nó đai, nó ỉa suốt như vậy. Trước đây mình cũng vô, mình thăm. Mà mình nói kiếp trước kiếp này thật sự ra nó nghiệp nặng, nó chỉ cấm 1 năm 2 năm rồi. Cho nên phải thận trọng cái chỗ này. Đi giúp đỡ cho người nghèo thì phải hiểu cái nhân nào mà họ nghèo. Nghe cho kỹ. Đi giúp cho người bệnh thì phải hiểu cái nhân nào họ bệnh. Mình giúp để mà mình sao? Mình tránh. Đó. Tôi nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ tôi sát sanh để mà tôi trả quả như thế này. Tôi nguyện điều đời kiếp kiếp không bao giờ mà tôi trộm cắp tài sản của người khác, tôi lừa gạt người ta, tôi bỏng sẻn, không có hào sảng, không có rộng lòng, không có giúp đỡ người khác. Tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tôi tạo cái nghiệp này để làm chi? Để tôi tránh. Mình tu là mình như vậy đó. Nơi đây không phải là mình ích kỷ nghe. Mình tu phải có trí, mình cũng giúp vậy, nhưng mà mình làm cái thiện nghiệp tình nguyện do năng lực thiện sự này, do năng lực phước báo này, đời đời kiếp kiếp trong dòng sanh tử luân hồi tôi không bao giờ sanh vô cái cảnh này. Vỗ tay đi. Nguy hiểm cực kỳ. Đơn giản, quý vị đi vô Sài Gòn, xứ lạ quê người, không phải Đà Nẵng, thì tất nhiên mình phải tìm những người quen mình đến chứ. Thấy không nè? Bạn bè, bà con, những người mà trước đây mình có gặp, là mình vô nhà người ta tỉnh bơ. Hỏi ghé đâu vậy? Con ghé nhà bạn con. Đúng rồi. Chứ bây giờ nhà không phải bạn mình ghé không? Không ghé. Cũng vậy, chúng sanh mà khi nó hết tuổi thọ, nó muốn đầu thai lại một cái gia đình thì nó phải lựa gia đình gì? Quen nó, có duyên với nó là nó vô. Chúng tôi thấy nhiều người vô ôm mấy đứa nhỏ mà cứ mẹ mẹ con đó nghe, mà không có trí tuệ một chút đó nghe, không hiểu biết cái nhân nào mà nó sanh ra mà nó bệnh sớm vậy. Nó cũng là chúng sanh mà. Ông này chắc là kiếp trước cũng phải là dữ dằn à. Sát sanh thuộc cái dạng là đại sát sanh á. Hành hạ người ta khổ dữ lắm. Y chang như một cái hình ảnh mà mình đi ngang đường mình thấy một cái người ăn trộm mà bị cảnh sát họ bắt, rồi bị người dân họ đánh đập, máu me tùm lum, bị trói tay ngồi trong một góc đường. Mình tội không? Tội không cái gì? Tội chứ, mình là con người mà. Mình thấy cảnh đó mình thương không? Thương. Nhưng mà quý vị mới đi ngang thôi. Nếu như quý vị đứng đó, quý vị chứng kiến trước đó 1 giờ đồng hồ, nó là ai? Kẻ trộm. Nó là ai? Cướp. Nó có thể sát, có thể gây tổn thương cho cái người nạn nhân, và cũng có thể ra tay sát hại nạn nhân. Lúc quý vị còn thương không? Nếu quý vị biết được cái nhân đó là quý vị sao? Sợ. Còn mà không thấy cái nhân đó nghe, chỉ thấy cái quả đó. Trời ơi, sao mà người ai mà ác dữ vậy, quýnh người ta chảy máu me tùm lum vậy, rồi cột người ta vô gốc cây vậy. Mình nhìn mình thấy động lòng dữ lắm. Máu me là mình mẩy bầm dập hết, rất là tội. Nhưng mà làm ơn làm phước, nhìn cho chúng tôi coi cái nhân nào. Cuộc đời này quý vị nên nhìn qua cái lăng kính nhân quả hết giùm cho tôi. Đó là người có tu, người có trí tuệ. Nhìn ai cũng vậy, nhìn qua nhân quả để chi? Mình bớt ganh tị, cũng bớt khinh người. Mình tu như vậy là mình tu một cái pháp môn gọi là quân bình tâm trạng. Chứ không phải gặp người ta như vậy mà mình xúc động, mình đau xót, đau lòng là nó tào lao. Cái thương của mình như vậy là thương có điều kiện đó. Là chúng tôi nói rồi, mình thương người bệnh, mình thương người nghèo là, xin lỗi quý vị, là thương có điều kiện. Mình phải thương hết, ai cũng khổ. Và mình phải nhìn cái nhân tại sao dẫn đến cái quả này, và mình tu tập là tránh tạo cái nhân đó để mình lọt vô cái hình ảnh cái quả đó trong tương lai. Hiểu ý chưa? Đó, chứ không khéo là mình kết duyên với những chút. Cho nên trong kinh Hạnh Phúc đó, Đức Phật Ngài dạy một câu mà nhiều người ta nói Đức Phật dạy theo cái dạng tiểu thừa ích kỷ. Dạy sao? Tìm người thiện trí thức nên gần. Có nhiều người thắc mắc, ủa những người ác và những người không trí thức mình gần hả? Không gần hả?
Cái này nếu mình không hiểu, mình có nói là Phật dạy mình đi lựa những cái người có điều kiện để mà mình gần gũi. Vì sao quý vị biết không? Vì trong con đường sanh tử luân hồi của mình phải gặp lại. Giống như là Phật dạy rằng là nếu không gặp được bạn lành kết giao á, thì thà như tê giác một mình ra đi. Trên đường đi mà nếu mình không gặp được bạn hiền để mình đi cùng á, thì thôi thà đi một mình, còn hơn đi kết chung với bạn ác. Tại vì gần gũi cái người ác á, thì xin lỗi quý vị là không khéo mình độ người ta không được, ta độ mình luôn. Nó có những cái trường hợp mình độ không nói. Cái này nghe chuyện thiệt nè, có cái ông đó, ông đi bộ đội, lính Trường Sơn, giàu sanh ra tử, khói lửa binh đao súng đạn đùng đùng đùng, gan dạ anh hùng. Khi hòa bình rồi, tự nhiên con ổng á nó sa ngã. Nó sa ngã cái nó rơi vô nghiện ngập. Ông cha ổng khuyên ngăn đủng mọi cách để mà cứu đứa con mình, cuối cùng ổng cứu cũng không được. Hai cha con ôm nhau mà khóc. Tức là đứa con nó cũng cố gắng nó vượt qua mà nó vượt cũng không nổi. Nó sa ngã vô con đường nghiện ngập. Ổng mới tức quá trời tức. Ông nói cái này là cái gì mà sao con mình nó cũng thương mình mà nó cũng không vượt qua được. Ông nói để ổng coi vượt qua được không. Ổng là một chiến sĩ, là một người từng chiến đấu ngoài chiến trường, khói lửa binh đao không sợ, gian khổ cực nhọc không sợ, thậm chí đứng trước cái sống và chết cũng không sợ, tinh thần thép. Ổng nói thử còn cái này cái gì mà con bỏ không được. Ổng thử một hai lần cái rồi hai cha con cùng nhau hút luôn, nghiện luôn đó. Đổ đi, cuối cùng đổ không nổi. Đổ không nổi là cha con dính luôn. Cái này là chuyện có thật đó, mà chúng tôi nghe chính những người gần gũi người ta kể lại. Tức là người cha họ cũng bức xúc, không hiểu cái chất này là cái chất gì mà sao con mình nó lỡ nó sai vô rồi mà mình dùng mọi cách mà cứu không ra. Thì ông cũng tự hào, ông là một chiến sĩ, một người có tinh thần thép, dũng mãnh. Ông mới nếm thử. Mà thưa với quý vị, khi ông nếm thử rồi, ông cũng không thoát ra được. Cuối cùng hai cha con là cùng sử dụng luôn cho nó cho vui. Tội như vậy đó. Thì chúng tôi muốn nói rằng như vậy, tức là mình phải tìm cái môi trường, cái điều kiện sống rất là quan trọng. Trong cái bài kinh hạnh phúc quý vị về đọc mà xem, Đức Phật dạy có những cái điều là những cái trú xứ nên ở, không nên ở, những cái không thích hợp không nên ở. Và tìm những cái người thiện trí thức mình gần, chứ cái người mà ác mình dứt khoát mình đừng có gần. Rồi có nhiều người nói bây giờ xưa xưa người ta ác, ta khổ, mình không gần, không đổ người ta, rồi mình tu cái gì. Ở gần đi, mình sao đổ nổi. Rồi nghiệp nó nặng lắm. Mà quý vị biết nghiệp là bất khả tư nghi. Kể cả Đức Phật, cái kiếp cuối cùng của Ngài, quý vị nghe cái này mới sợ nghiệp nè. Cái kiếp cuối cùng để Ngài sanh ra, Ngài trở thành một vị Phật giác ngộ hoàn toàn, chấm dứt mọi khổ đau. Mà quý vị thấy trước khi Ngài giác ngộ, Ngài cũng bị cái nghiệp nó dẫn dắt, Ngài phải đi theo con đường tu khổ hạnh 6 năm trời. Mà trong kinh nói đây đơn giản là cái hành quả của nghiệp mà thôi, cái tiến trình của nghiệp báo mà thôi. Mà đối với Đức Phật thì Ngài nhìn đó là giống như là một cái tiến trình. Còn mình thì nhìn nó với ánh mắt của tham sân si thì mình thấy mình khổ đau. Còn cái người mà có trí tuệ, họ nhìn theo cái tiến trình đi của nghiệp, nó là như vậy, cho nên họ ít có khổ đau. Thì thôi hôm nay kính thưa quý vị, thời gian cũng hơi dài. Cái này giống như lâu lâu được về thuyết pháp vậy đó, cũng như mà nói chưa được từng nói vậy đó. Cái này phải đề nghị thầy trụ trì phải mời về thường xuyên để nói ít lại một chút chứ. Cái lâu lâu dạng lần cái giống như tranh thủ mà nói không được đâu. Thì cái nhân mà phát sanh phước đức là quý vị nhớ là chúng ta phải tu giới, tam nghiệp, thanh tịnh, rồi phải tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì đời sau sanh ra chúng ta mới có phước đức. Cuối cùng là phước trí. Cái trí tuệ ở đây là chúng ta phải nhìn qua lăng kính nhân quả và qua cái lăng kính tam tướng. Cuộc đời này cái gì nó cũng vô thường. Mà chúng ta mà thấu triệt được cái pháp vô thường rồi thì thưa với quý vị, chúng ta an lạc cực kỳ. Cuộc đời này như ngọn cỏ gió lùa, mỗi giây phút là bay đi tất cả. Nếu đã biết thì ta nên buông xả, cho lòng mình nhẹ hẳn với thời gian. Dù vô thường đến ta vẫn hân hoan, chẳng có chi mà ta phải lo phải sợ. Nếu đã biết thân xác là tạm bợ, có gì đâu tranh chấp mãi gần xa. Hãy xem mình là hạt bụi giữa ngàn hoa,
nhẹ nhàng đến và đi cùng mây trắng. Thời gian đã hết mà pháp chưa hết, cho nên xin hẹn quý vị lần sau tiếp tục chia sẻ cho quý vị nghe. Bây giờ thì xin khép lại. Trước khi khép lại, xin gửi tặng quý vị một bài hát nữa. Vì thấy buổi trưa hè oi bức, mà ngày thường nữa, quý vị thương mến Chánh Định, thương mến Thầy Trụ Trì, thương mến Chùa Tân Ninh đã dành thời gian quý báu của mình có mặt ở đây để tham dự buổi Phật Pháp này. Cho nên quý vị xứng đáng được tặng một bài hát có tựa đề là Bến Bờ An Vui, được viết theo bài Bến Thượng Hải. Bến Thượng Hải là đau khổ, còn bài này là Bến Bờ An Vui nghe. Và quý vị thưởng thức xong bài này, chúng ta hồi hướng rồi chụp ảnh lưu niệm tập thể rồi kết thúc. Đời đau thương nào có gì là hạnh phúc khiến cho ta càng khổ đau. Trong sanh tử ta luôn đắm chìm, từ ngàn xưa biết bao nhiêu người lạc đường. Đời biết ly tung 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 rồi điêu tàn tung tung tung, nào bên lâu đã gây thêm nhiều bê dâu. Bao nghiệp chướng mấy ai thoát vòng, cuộc đời ta bấp bênh như con thuyền trôi. Chớ mai tham đắm trong kiếp luân hồi, ta nào thấy bóng hình chân ngã. Tu đi người ơi, gắng sức công phu để một mài kịp bước theo chân người xưa. Đào cho ta tung 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 vàng an lành, cùng xua tan nỗi ưu tư phiền não tâm. Trong gian khổ ta luôn vững bền, một lòng sinh hướng theo chân Phật Quang Vinh. Hết. Thôi thì cũng mà muốn cho Phật tử chúng ta vui vẻ thôi, chứ không phải mình giỡn vui gì ha. Mong cho quý vị thêm cái niềm hoan hỷ. Thôi thì trước khi dứt lời, Chánh Định xin được phép nói lời cảm niệm công đức của Thượng Tọa Trụ Trì cùng Chư Tăng, và đặc biệt là toàn thể quý Phật tử, quý vị đã cố gắng có mặt ở đây để giúp cho Chánh Định được một buổi giảng vô cùng thành công mỹ mãn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là lời pháp thoại của Thượng Tọa Giảng Sư đem đến cho nguồn an lạc trong đặc toàn thể đại chúng. Dù thời gian rất ngắn, nhưng với lời pháp giảng dị của Thầy đã chuyển tải được nội dung mà Đức Phật đã đem đến cho cuộc đời này. Chúng con kính học theo những lời dạy của Thầy để làm những người con Phật đúng đắn, những người hành giả tính tâm trên con đường lộ trình giải thoát an lạc. Chúng con kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa được pháp thể kinh an, vạn sự an lành.